Xin chào khán giả của X-Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chiếc Bambino đến từ Nhật Bản của thương hiệu đình đám Orient. Chiếc Bambino Gen 2 Version 3 có mã hiệu FAC0000DD0. Tổng thể chiếc đồng hồ với vẻ hiện đại và đi theo xu hướng phẳng phất trường phái Bauhaus đơn giản để chú trọng tới tính năng của Đức. Để làm được điều đó, tất cả các kim và cọc số đều sử dụng kiểu dáng hình que thanh dài như kim Obelisque, mãn nhãn cùng vạch chỉ giờ phút cực mạnh. Đi kèm là dây da trơn thay vì dập vân cá sấu, phần mặt dial nổi bật với màu xanh đen huyền bí, và theo tôi đây cũng là sở thích chung của rất nhiều anh em. Các cọc số vô cùng đơn giản thanh mảnh kết hợp cùng 3 kim một lịch, logo Orient với hai chú sư tử dũng mãnh dưới góc 12 giờ và dòng chữ Water Resistant trên góc 6 giờ. Và đây cũng là một điểm giúp chúng ta phân biệt với những chiếc Bambino Gen 1 với dòng chữ Water Resist. Sử dụng máy F6724 với 22 chân kính, tần số dao động 21.600 bph, thời gian chữ cod khoảng hơn 40 giờ, size số trừ 15 đến cộng 25 giây trên một ngày. Được tích hợp tính năng lên cod tay và dừng kim dây chỉnh giờ vô cùng tiện dụng. Khả năng kháng nước là 3 ATM thì chúng ta cũng nên lưu ý khi đi mưa và rửa tay thật nhẹ nhàng. Tuy có màu xanh thẳm rất hợp với mệnh thủy, nhưng còn phần dây da nữa thì chúng ta sẽ càng phải lưu ý hơn. Size mặt rất vừa vặn 40.5mm, độ dày 11.8mm. Với giá bán của những chiếc Bambino thì các bác cũng đoán được rồi phải không? Rất mềm, chỉ khoảng hơn 5 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu. Các bác nghĩ sao về chiếc đồng hồ Bambino Gen 2 Version 3 này? Hãy đến ngay với các cửa hàng của X-Watt để trải nghiệm sản phẩm. Với dịch vụ bảo hành đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, 5 năm theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ với cả lỗi của người dùng, hy vọng sẽ làm hài lòng các tín đồ của cỗ máy thời gian. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! X-Watt bảo hành 5 năm cho cả lỗi của người dùng, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.